Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé, mời quý vị các bạn cùng nghe HC tại hội Bình Gia nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022 âm lịch nhé. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn nhé. Làm gì đâu, mình đi về hay là quay đâu ấy. Là như nào? 5 giờ thì mình sẽ về. Ôi trên đó đi rồi, bên kia đi rồi. Tình trạng nhìn vào đây cười cái, nhìn vào đây cười cái. Đẹp đấy. Ya
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tỉnh chỉ bàn khi phụ nữ bàn gái. Đâu mới vậy đã tỉnh không? Chú ơi, chú ngồi lùi sang bên này tí. Hai. Bye.
Quý các bạn đã quan tâm theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nhá. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem nhá. Bye bye và hẹn gặp lại nhá. Đấy, mọi người đang bắt đầu về dần rồi đây.